Những năm đầu của thế kỷ 20, người dân Việt Nam sống trong những đêm dài đen tối. Cuộc sống là màu đen bao phủ, không tìm được lối thoát. Chủ nghĩa đế quốc thế giới như mây đen ngột ngạt bao phủ khắp hành tinh, và Việt Nam trở thành tâm điểm của bè lũ thực dân trong và ngoài nước. Chúng hoành hành như quỷ đói, khát máu, đời sống nhân dân khổ cực, lầm than, sống trong nghèo đói, thất học, bị bóc lột và bị đàn áp đẫm máu. Đến tận cùng của sự khổ đau khi chưa có Đảng dẫn đường chỉ lối. Tròn lòng tin yêu Ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam, đã mang đến những mùa xuân cho dân tộc đủ đầy. 90 năm, Đảng đã gắn bó với nhân dân, đã viết thêm vào lịch sử những chiến công oanh liệt, những mùa xuân sáng tươi, rực rỡ nhất. Đảng phụng sự cho Tổ quốc, toàn tâm vì lợi ích của đồng bào. Đảng luôn nỗ lực phấn đấu, là lương tâm, là trí tuệ và danh dự của dân tộc. Cũng từ mùa xuân năm ấy, dân tộc Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo của Bác, của Đảng, chiến công đối tiếp chiến công, đánh đuổi thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Hôm nay, tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam với hành trang thanh niên thời đại mới, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, mang trí tuệ, sức trẻ, cống hiến, dựng xây Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam lớn mạnh, góp phần chung với tuổi trẻ cả nước bước tiếp con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày thêm giàu đẹp. Một tháng mới là bước chân người thợ mỏ, ngọn lửa cháy trong tim thắp sáng lên bao niềm tin. Nhịp điệu một tháng mới là nhịp sống trên công trường rộn ràng, thấm sâu trong lòng đất, tuôn trào những suối thang. Những đoàn xe ngược xuôi, rao rao tiếng máy reo khắp nơi là hòa âm cuộc sống mới. Nhịp đời mới nâng bước ta đi, cuộc sống mới vẫy gọi chúng ta. Những công nhân mỏ kỳ nguyên mới, nhiệt huyết trong tim và tri thức mới. Lời của Bác ta mãi khắc ghi, vì đất nước ta nào xa chi, cùng kề vai ta thẳng tới mùa than mới đang chờ ta. Tiêu một tháng vui là bước chân người thở máu, ngọn lửa cháy trong tim thắp sáng lên bao niềm tin. Nhịp điệu một tháng vui là nhịp sống trên công trường rộn ràng, ấm sâu trong lòng đất tuôn trào những suối than, ấm ấm tiếng binh nổ dày đất cứ sao tiếng trong quan vang trời. Biết mù những đoàn xe ngược xuôi rao rao tiếng máy reo khắp nơi là hòa âm cuộc sống mới. Nhịp đời mới nâng bước ta đi, cuộc sống mới vẫy gọi chúng ta, những công nhân mỏ kỷ nguyên mới, nhiệt huyết trong tim và tri thức mới. Lời của Bác ta mãi khắc ghi vì đất nước ta nào xa chi.